Tập 12. Của em nè, sao mà biết chăm sóc người khác quá vậy? Anh hôm nay anh đi lấy xe đi. Cô đến rồi, đồ của tôi đâu? Lữ tổng vất vả rồi. Cô vất vả rồi, theo tôi đến một vài nơi, không làm trễ chuyện của chị là tốt rồi. Nghe Diêm Dược Châu nói cô muốn đi đến trụ sở chính. Dạ đúng, đây là điều cô muốn phải không? Ước muốn gần đây. Vì ước muốn này cô làm gì cũng được phải không? Người không nên như vậy chứ. Tôi có điểm thích cô rồi đó. Cảm ơn Lữ tổng. Sau này gọi tôi là chị Sảnh được rồi. Ở công ty nên gọi Lữ tổng thì được hơn. Đi đây. Đúng rồi, cô ngồi xe Diêm Nhật Châu đi. Tôi không ngồi đâu. Anh ấy chắc chắn có chuyện muốn nói với cô đó. Cô yên tâm đi, tôi cho phép. Lữ tổng, chìa khóa của cô. Qua đây một chút. Ngày mai đi làm, đem mấy thứ này đến chỗ của tôi. Chức vị trợ lý giám đốc công ty bị bỏ trống rồi. Cũng chính là nói, bắt đầu từ ngày mai cô chính là trợ lý riêng của tôi. Hiểu chưa? Dạ dân. Tử Tuệ à, Tử Huy, xe xe. Anh đưa em đi. Mệt không? Em đi đâu? Anh là nói em ở đâu?
Lâu như vậy rồi, em ở đâu anh cũng không biết. Lữ tổng đã đi rồi. Tử Tuệ, rõ ràng giữa chúng ta căn bản không có chuyện gì hết. Em nói anh không được sao? Đường Chiết Giang, đến đó em sẽ nói cho anh biết. Được. Hôm nay đích thực đi bộ không được, đã gọi xe. Quá đơn ở đây, công việc của Lữ tổng cần quá đơn. Bao nhiêu tiền anh trả trước cho em? Không cần đâu, em không cần tiền của anh. Ngày mai đến công ty đưa quá đơn. Em sống ở đây, không nói về nhà. Cửa hàng đó chính là cửa hàng bạn em muốn thuê, mặt tiền nhỏ đó. Đúng rồi. Ai vậy? Mấy giờ rồi? May mà cậu ở đây. Tiện tăng ca đến 9 giờ. Tối như vậy rồi còn đợi nữa. Tính mình như vậy mà. Chuyện một ngày là một ngày. Đồng ý rồi chắc chắn phải đến. Trong đó có người. Thế thì không biết. Đèn cứ sáng mãi thôi. Không cần đâu, cậu ở đây đợi mình nha. Đến rồi, vào đi. Nhẫn anh đưa em ở chỗ của em đúng hay không? Tối nay em ngủ đâu? Ngủ ở phòng em. Ngày mai đăng ký rồi lại dọn về. Ngày mai anh không đi đăng ký đâu. Vậy thì em lại ngủ phòng của em. Đăng ký xong, anh cầm thẻ ID đi. Vậy em lên đi. Đi nhẹ kẻo gì thức đó. Triệu Tử Tuệ đang thảo luận ở cửa hàng. Muộn như vậy, cậu khi nào về vậy? Xong việc thì ngày mai. Không xong thì ngày mốt. Cậu kết hôn thật hay sao hả? Uống rượu mừng rồi, ngày mai đăng ký luôn.
Ngày mai, còn trễ nhất hôm sau. Trừ phi cô có cánh. Mẹ dọa chết con rồi đó. Mẹ dọa chết người. Dọa chết người đó, mẹ biết không? Con dọa chết không, to gan. Tiểu Lệ về rồi, mẹ đều nghe thấy hết. Nói cả ngày dưới cầu thang. Cũng muốn đăng ký xong thì cầm ID đi nữa. Mẹ, con là con nghe mẹ, nghe lời mẹ không sai. Nhưng mà con là công dân Trung Hoa rồi, công dân hợp pháp đó. Con giữ thẻ ID của chính mình, con tự do đi lại, tự chủ lập nghiệp. Chuyện đó là quyền lợi cơ bản nhất của con mà. Con nói rất là đúng. Nhưng mà mẹ không để cho con đi. Bắt đầu từ ngày hôm nay, thẻ ID của con ở chỗ mẹ. Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa cũng quản không nổi chuyện này đâu. Mẹ không đưa thẻ ID cho con ngày mai sẽ không đi đăng ký. Con dám hả? Sáng sớm ngày mai, mẹ kêu ông Vương chờ con ở phòng đăng ký. Mẹ xem con đến hay không. Mẹ, đăng ký xong, mẹ còn có chuyện muốn nói với con. Không ngắt ở trong chồi, tối rồi thì không kịp nữa. Mẹ hỏi con còn đang nảy chồi. Nảy chồi gì chứ? Con là cái lớn mà. Con cãi mẹ hay sao? Ngủ đi. Ba của con giữ con 220 vạn. Khi nào đưa con? Con lấy Tiểu Lệ rồi. Giữ cho cái gì? Đó là tiền của ba con mà. Trên đó còn viết rõ ràng cho con nữa. Con lấy vợ không cần quà tặng hay sao? Nhà con lót tiền cho con còn có mặt mũi hả? Tiền con kiếm được đúng lúc. Cả nhà này bây giờ có còn tự do đấy hay không vậy? Ngủ đi. Con cũng đi đến Thượng Hải cho mẹ coi. Con bơi cũng phải bơi qua. Con đi thử coi. Mẹ xem con đi thế nào. Con đăng ký. Con không có đăng ký cái gì hết á. Alo, Hỷ Nhi. Giúp tôi mua một tấm vé cho ngày mai. Đâu có đơn giản như vậy. Giá một lần không đổi. Chủ tiệm yêu cầu phải cọc trước nửa năm nữa. Mấy ngày trước hỏi rồi, giá cả của mấy tiệm xung quanh còn phụ thuộc vào chủ gốc hay là cho thuê lại. Cậu còn lanh lợi hơn tôi nghĩ. Chuyện học dạy, học từ công việc. Nếu tiệm này nói xong rồi, chúng ta chính là sông Hỷ Lâm Môn đó. Từ Thiên kết hôn rồi. Cậu có tin được không? Ngày mai đăng ký luôn đó. Cái thằng này thiệt tình à. Cũng không chịu nói mời mình rượu mừng. Mình còn là phụ rể nữa.
Anh Thiên, em là Hỷ Nhi đây. Anh Thiên à, anh Thiên à, em là Hỷ Nhi nè. Anh Thiên, bọn họ thông minh mà. Anh còn đang nghĩ hôm nay ai tới kéo anh đi, không ngờ lại đưa em đến. Chị Lệ chờ anh ở bên ngoài đó. Mẹ của anh đâu? Ở ngoài phòng đăng ký rồi. Không vui vậy sao? Vui chứ. Đi thôi. Dạ. Bận hả? Ông Vương, tỉnh rồi à? Tôi uống rượu chưa từng sai nha. Thôi đừng có nổ nữa. Công văn đã chuẩn bị xong chưa? Đến nữa là xong thôi. Được. Dạ xin chào. Xin lỗi, chuyện này không làm được. Mệt rồi. Nhẫn anh đâu? Vứt rồi hay sao? Không có, ở trong phòng đó. Quên mang hả? Anh không biết quên ở đâu nữa. Không mất. Tự cầm đi. Làm sao để đến được trạm vận chuyển đây? Trong túi này quần áo, giày, máy tính, sạc pin đều chuẩn bị cho anh cả rồi. Thứ gì không có thì anh tự mua nha. Tiền không đủ thì điện cho em. Vé nè, anh cầm đi. Không có thẻ ID có thể ngồi taxi. Chính là mở quán không thể làm pháp nhân được. Tiểu Lệ, đừng nói nữa. Nói nữa không để anh đi đâu. Dì ép anh. Hơn nữa là dì em nữa. Nhưng mà anh không vui, em cũng không vui. Em muốn anh vui thôi. Hay là đi đăng ký trước đi. Đừng mà. Em cả đời chỉ cả một lần thôi. Em cần vui vẻ. Trong lòng chuyện gì cũng không có. Hơn nữa dì gặp anh còn có thể để cho anh đi hay sao? Chắc chắn là cãi nhau nữa. Lại không đối tốt với sức khỏe gì. Yên tâm đi, em nói cho dì biết. Anh đi như vậy không quá ổn đâu. Anh là của em. Em chắc chắn cũng là của anh thôi. Có lý tưởng chắc chắn phải thực hiện chứ. Không lại quán trách cả đời này. Em muốn gả cho anh, cả đời cũng không có ngày nào tốt hết. Chị Lệ à, chỗ này không thể dừng xe được. Em đi trước đi, chị tiễn anh ấy đi. Dạ. Vậy thì anh đi đây, không cần tiễn anh. Ôm một cái. Hỷ Nhi thấy đó. Em cứ như vậy thôi. Đồ ăn trên đường không ngon. Em để tiệm rượu cho anh làm. Bên trên ăn sáng, bên dưới ăn trưa. Có hình hay không?
Hình gì vậy? Em đó, nhỏ một chút. Cho anh tấm hình. Bệnh hả? Em giữ hình làm gì chứ? Thôi đi đi. Em đi nha. Cảm ơn, cảm ơn. Chúc mừng, chúc mừng. Còn không đến nữa. Vội làm gì? Hoàng đế không vội, thái giám vội làm gì? Tôi thấy ông giống thái giám đó. Câu nói này không may mắn. Tuổi nào rồi còn may mắn không may mắn gì? Bà mở miệng ra phải chịu thiệt thòi rồi. Gì à? Đến rồi, đến rồi. Gì à? Nào nào, mau lên. Đóng dấu đăng ký đi. Nào, ông Vương, mau. Chồng đâu? Từ Thiên đâu? Gì à? Còn ngủ hả? Không quan tâm nó nữa, kệ đi. Ngược lại hai cái sổ rồi. Mau lên, đóng dấu đăng ký đi. Đăng ký kết hôn phải có hai người ở đây mới được. Quy định của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, quy định là người chết hay người sống. Mau lên. Nhất định phải hai người đồng ý, không thì không đóng dấu được đâu. Ông nghĩ nhiều quá rồi đó. Ông thật nghĩ nhiều rồi. Ông xem chân của tôi còn khập khiễng mà phải gọi ông đến đây. Đi thôi, đi thôi. Từ Thiên đi rồi. Nó đi đâu? Dạ đi Thượng Hải. Đi thế nào chứ? Con mua vé cho anh ấy. Đi đi. Đao tổng, cẩn thận một chút nha. Lái xe. Chị Lệ còn chưa lên mà. Còn nghe nó hay nghe gì đây? Lái xe đi. Tôi xuống xe tự đi. Gì à? Gì à? Gì? Gì à? Đao tổng, cậu thôi đi, lên xe. Tôi nói cô không nghe hay sao hả? Dạ. Lời của tôi không có ai nghe tôi hết. Bản thân đều có ý nghĩa. Tôi vì muốn tốt cho ai chứ? Kẻ xấu đều là tôi làm hết. Trên đời này nào có chuyện này. Kết hôn kết được một nửa, cô lại mua vé cho nó. Mặt mũi tôi sau này ở Nguyên Thành, tôi nhìn người khác thế nào đây? Miệng của ông Vương này, ngày mai thì sẽ nói hết cho mọi người biết. Gì à, con? Gì cái gì? Tôi thấy cô cũng không muốn gọi mẹ nữa. Cô cho nó đi thật, cô không cần đến Thượng Hải đón nó về. Khóc cái gì? Tự làm tự chịu. Cô không dạy nó, nó dám dạy gì hả? Cô bây giờ khóc nó cũng không thấy đâu. Thượng Hải là nơi nào? Hoa lá thế giới hay sao? Con gái thế nào không có? Cô còn thật cho rằng nó đi để mở quán ăn? Tôi còn không tin nó có thể làm ra những chuyện lớn như vậy. Trong 10 chỗ có 8 chỗ con gái dụ dỗ rồi. Cửu Thành không con gái. Anh ấy bảo đảm với con rồi mà. Con tin hả?
Dạ Tinh, tôi thật không nuôi nổi đứa con trai này mà. Chuyện này rõ ràng chính là không cần vợ, không cần chồng. Được rồi, con đừng có khóc nữa. Mau lau nước mắt đi, đừng có để người khác thấy mà cười. Đi, đi đi, nhanh. Hôm qua mình đi đến quán ăn trên đường Chiết Giang, một tháng 4.600, thuê 2 năm, còn phải đóng tiền thuê nửa năm nữa. Vậy thuê không? Chuyện này hôm nay cậu đến mấy tiệm xung quanh hỏi giá của mấy tiệm khác đi, làm thành danh sách chuyển đến mail cho mình. Mình không ăn nữa. Vậy họ làm sao nói chúng ta giá? Cậu giả dạng thuê quán ăn đi. Mình mấy ngày nay tan làm đều không đúng giờ hết. Tại sao vậy? Thăng chức rồi, trợ lý tổng tài đó. Sao một chút cũng chẳng thấy cậu vui vậy hả? Trong lòng vui. Nè, có tăng tiền lương không? Đi trước nha. Từ Thiên kết hôn rồi. Thật hả? Kết hôn rồi hả? Xin chào. Ông chủ à, lấy cho tôi 2 cái bánh quẩy, thêm cái bịch, thêm bát cháo nữa. Triệu Trọng, ông chủ à, lấy tôi 2 cái bánh bao. Qua đây nói chuyện chút nha. Làm gì? Cậu bữa sáng không biết tự làm hay sao? Dù sao cậu nhàn rỗi cũng nhàn rỗi. Cậu mới nhàn rỗi thì có, ngày ngày cứ đi làm. Hôm qua tôi chờ Triệu Tử Tuệ, chúng tôi canh ở cửa tiệm cả một đêm luôn đó. Còn cậu, cậu còn để mình chạy đến cục công thương gì? Cậu bình thường chút được không? Cậu không có hợp đồng thuê, mấy cái nguyên liệu đó của cậu rồi cũng phải đi thôi. Vậy cậu không thể đi tìm hiểu một chút hay sao? Đi đây, tối đón mình nha. Nè nè, không thể nào. Triệu Tử Tuệ kêu chúng ta đi hỏi giá cả cửa hàng đó. Mình phụ trách hỏi từng nhà rồi. Cậu phụ trách làm tài xế cho mình đi, có hiểu chưa? Chờ điện thoại của mình nha. Thư ký tổng tài, sau này xin chiếu cố. Chúc mừng, chúc mừng. Đừng quên chúng tôi nha. Đúng rồi, phải đó. Chúc mừng, chúc mừng. Cô có vui không? Cô phải vui như vậy chứ. Chúng tôi đều đố kỵ cả rồi. Đúng đó, phải rồi. Triệu Tử Tuệ, qua đây.
Em được điều đến văn phòng của Lữ Sảnh làm trợ lý tổng tài, em biết không? Dạ biết. Lữ tổng hôm qua nói với em. Em đã biết sao tối hôm qua không nói cho anh biết hả? Nói anh cũng chẳng được gì đâu. Lữ tổng là tổng tài chi nhánh công ty. Em muốn hay sao? Không muốn cũng không được mà. Em có thể nói với cô ấy. Em muốn. Mọi người đang làm trò gì vậy? Diêm tổng à, em và Lữ tổng, còn có anh và Lữ tổng. Đây là chuyện em muốn hỏi, nhưng mà em không có quyền hỏi. Bất luận thế nào đi nữa, em chỉ muốn làm tốt nhất thôi. Làm tốt nhất phải không? Tối qua ở đường Chiết Giang, người em chờ là Từ Thiên. Phải. Trước đây không nghe em nói, Lữ Sảnh về mới có mấy ngày thì lại quen thuộc như vậy. Trước đây anh cũng đâu có quan tâm đến chuyện riêng của em đâu. Bây giờ chị Sảnh về rồi, em thân với ai cũng không giống nhau mà. Anh là quan tâm đến tiền đồ của em thôi. Để chuyện nhỏ như vậy làm phân tâm có đáng hay không? Tiền đồ của em sẽ tốt thôi. Bây giờ không phải được thăng lên làm trợ lý tổng tài hay sao? Không như nhau. Diêm tổng, anh như vậy là sao chứ? Là muốn cắt chức của em. Mời vào. Lữ tổng, vị trí bên đó đã trống rồi. Dọn đồ mình vô đó đi, bố trí ổn thỏa. 10 phút đủ không? Dạ đủ. Sau khi làm xong, đến nhà hàng Kisley lấy cho tôi ly cà phê. Dưới là cà phê, trên là lớp kem. Thêm chút bánh kem phô mai. Sau này sáng nào cũng như vậy nha. Thẻ này cầm đi. Dạ. Đồ trên ghế, áo khoác, giày da, đem xuống dưới lầu bảo dưỡng, giặt tẩy đi. Còn gì nữa không à? Tôi muốn hỏi cô, hạng mục AD là cô làm đúng hay không? Diêm tổng giao cho tôi là cô làm, hay Diêm tổng giao cho cô làm đi? Anh ấy giao cho tôi. Cao hơn 16 điểm so với quy định. Diêm tổng nói sẽ giải thích với cô sao? Đi đi, trong 10 phút đừng để cho người khác vào đây. Hiểu rồi à? Làm tốt, tôi hiểu rõ rồi. Cảm ơn Lữ tổng. Đi đi. Anh mau đến đây. Đi làm gì vậy? Mua cà phê cho Lữ tổng và giặt đồ.
Trợ lý tổng tài lại làm những việc này sao? Trước đây cũng làm, em làm được mà. Diêm tổng à, trong 10 phút Lữ tổng không để cho người khác làm phiền đâu. Cô ấy kêu anh tới mà. Vậy càng không thể giao rồi. Chờ một chút nha. Hôm nay là ngày đầu em làm ở vị trí này, được không? Làm trò gì vậy? Đi đi. Chào Diêm tổng. Chào Diêm tổng. Thời gian đến rồi, có thể vào không? Vào đi. Hứng thú của anh thấp như vậy hay sao? Có phải là em điều triệu tử tội qua đây không? Cướp người yêu của anh. Đừng hiểu lầm nha. Em nói là cấp trên có tình cảm đối với cấp dưới đó. Có chuyện gì cứ nói đi. Một công một tư. Anh muốn nghe cái nào trước? Tùy thôi. Anh không phải là đồng ý đưa cho em chìa khóa hay sao? Nhớ đưa em đó. Nhà trước của nhà ta. Đồ của anh chuẩn bị dọn về hết chưa? Anh có vui không? Đặc biệt vui. Sao em không cảm thấy anh vui chút nào vậy? Trong đầu đều là chán nản. Anh còn gọi người tới làm phiền. Anh không có dọn về? Không có. Tốt. Vậy em nói chuyện nghiêm chỉnh với anh. Chuyện Adi giải thích cho em đi. Em đều xem hiểu cả rồi. Em không xem hiểu gì hết. Tỷ lệ có chút cao. Nhưng trước đây đừng đi của mấy cái này cũng không phải là không có lệ trước. Đừng nói dòng dõi với em. Hai vấn đề này Triệu Tử Tuệ có phần không? Không có. Nếu em hôm nay không tra lại, là tổng tài khác ngồi ở đây, anh cũng báo như vậy. Có thể thấp một chút. Anh đủ rồi đó. Giá cả này cũng không quá cao. Không phải vấn đề cao thấp. Người ký tên phụ trách hạng mục AD là Triệu Tử Tuệ. Nếu không có vấn đề gì, người phụ trách làm việc thay anh. Nếu xảy ra vấn đề, có phải là người phụ trách tự mình chịu trách nhiệm hay không? Anh là bộ phận phụ trách người. Vậy anh phụ trách. Thế nếu không được thì giờ về. Quá đơn mua nhà, toàn bộ tổng bộ đều thấy rồi. Chỉ có loại bỏ thôi. Phiền hà. Anh cảm thấy không có vấn đề gì hết. Mời vào. Đi qua đó lấy hai cái thìa giùm tôi. Dạ.
muốn thử một chút không?